Nam Hàn phát hiện ra vết nứt trong đường hầm tại nhà máy nguyên tử tin tự Jeonggwang. Các nhà lập pháp nguyên tử Nam Hàn đã phát hiện ra các vết nứt nhỏ trong đường hầm điều khiển tại nhà máy nguyên tử đang được bảo trì, gia tăng mối quan ngại trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại nước này. Các vết nứt tại lò phản ứng được phát hiện chỉ vài ngày sau khi hai lò phản ứng tại cùng một nhà máy ở quận Jeonggwang được đóng cửa để thay thế những bộ phận có giấy chứng nhận an toàn giả mạo. Các nhà lập pháp dự trù sẽ kiểm tra tất cả 23 nhà máy ở nước này. Một phát ngôn viên của Chủ tịch Ủy ban An toàn và An ninh Nguyên tử Nam Hàn cho biết là lò phản ứng đã bị ngừng lại để bảo trì thường kỳ kể từ ngày 18 tháng 10. Việc bảo trì tại 6 đường hầm được phát hiện có vết nứt được kéo dài thêm 47 ngày nữa. Ủy ban cho biết là đây là lần đầu tiên các vết nứt như vậy được tìm thấy tại lò phản ứng nguyên tử của Nam Hàn. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng nguy cơ an toàn không đủ nghiêm trọng để buộc phải công bố công khai.